Cây baobab là loài cây thân gỗ có kích thước rất lớn. Loài cây này rất phổ biến ở châu Phi. Loài cây này có chiều cao từ 5 tới 25m, có thể tới 30m. Đường kính gốc cây từ 7 tới 11m. Chu vi gốc cây là 22 tới 35m và có cây lên tới 50m. Chúng có khả năng lưu trữ nước bên trong thân cây làm cho thân cây rất lớn, với dung tích lưu trữ tới 120.000 lít nước để đảm bảo tồn tại trong các điều kiện khô cằn cao. Các họ cây baobab đều có thể xuất hiện tại các khu vực khô hạn của châu Phi. Baobab là loại cây sớm rụng lá, chúng rụng lá trong mùa khô, một số cây được coi là có thể đã sống hàng ngàn năm, tuy nhiên do gỗ của chúng có các vòng tăng trưởng hàng năm không rõ ràng lại rỗng bên trong nên trước đây không thể kiểm chứng được điều này. Ngày nay nhờ phương pháp carbon phóng xạ, người ta có thể xác định rằng phần lớn trong số này chỉ được vài trăm tuổi, và cây già nhất thì được 2.000 tuổi. Do hiệu ứng nhà khí, biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu là các yếu tố làm cho tuổi thọ cây baobab giảm đi, lá quả và hạt của cây baobab đều có thể sử dụng làm thực phẩm.